Thưa quý vị, hạnh phúc là khi được cho đi, và càng hạnh phúc hơn khi sự cho đi ấy được trao đến tận tay các hoàn cảnh kém may mắn. Do đó, chương trình Một Ngày Đồng Hành Cùng Trẻ Em Khuyết Tật của Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, Cục Ngoại Tuyến, Cục Kỹ Thuật Nghiệp Vụ, Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh và Trường Đại học An ninh Nhân dân đã làm đẹp thêm hình ảnh của người chiến sĩ công an, luôn nêu cao tinh thần, sẻ chia vì cộng đồng. Trung tâm hướng nghiệp từ thiện Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng là mái ấm tình thương của hơn 40 trẻ. Đa phần các em đều mang trong mình 1 đến 3 hội chứng, cầm điếc, chậm phát triển trí tuệ, hội chứng đau, thậm chí là bại liệt. Mặc dù khuyết tật về thể chất tinh thần, nhưng các em đều kiên trì vượt lên trong cuộc sống. Một ngày đồng hành tại trung tâm đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho cán bộ chiến sĩ công an. Bản thân là cán bộ chiến sĩ công an nhưng mà rất là khâm phục với tinh thần vượt khó vươn lên của các em. Thế mặc dù là khuyết tật về mặt thể chất hoặc về mặt tinh thần, nhưng mà các em đã luôn cố gắng học lấy một cái nghề để có thể tự phấn đấu vươn lên, tự giúp đỡ mình trong công việc hàng ngày. Chuyến đi lần này, ngoài việc san sẻ, góp chút công sức nhỏ của mình với trung tâm trong việc nuôi dưỡng các em, còn là dịp để cho mỗi thành viên trong đoàn nâng cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Được sự chia sẻ, được đùm bọc của cộng đồng, của nhiều nhà hảo tâm, thì các em rất là hạnh phúc. Do đó các em không còn bất hạnh nữa. Cái khuyết tật của các em chẳng qua là một cái khó bất tiện cho các em trong cuộc sống mà thôi. Thì đó là cái điều chúng tôi thấy là cái quý giá nhất. Hoạt động này là một hoạt động cần được lan tỏa, nhân rộng trong tất cả các đơn vị công an nhân dân cũng như trong cộng đồng, để chúng ta luôn luôn phát huy cái truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái để cộng đồng không ai bị bỏ lại phía sau và góp phần vào công cuộc xây dựng thành phố Bốn An, giữ vững hình ảnh của một thành phố Đà Nẵng văn minh và đáng sống.